Pha Giang Tổ Hàng Ghi Giớ Tổ Lời Mạc La Pơ Mư Pra Giê Sư Rí Tô Khoa Tư Lưu Ca Pô Mê Giang Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thì người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bây giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình, trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống về đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bùi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ý có nghĩa gì. Người đáp anh em thì được ơn hiểu biết nhiều các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với các kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những người kẻ ở bên về đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bùi gai, đó là những kẻ nghe nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời lại làm cho chết ngột và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Anun hep qua akibiet. Binta mutrom. Lâm mau khôn manui lâu pa tôm pa bụt. Hăng re mơn dập ca đông pa dê sô qua. Nhu pa hep hăng ta lai pa mu. Lâm nhu sa đa pa dê la nhu. Đã lẽ bơi bồ tù lại cha Thương về hạp tôi ân ôn Giê-xu u ca tăng lời mau ta nghe áp yọc mư bẹ binh doát tui ta nạ Giê-xu khoa hạ gớt chi lai ta lời bà bù tô mùa nùn xu khoa ta mơ gần như lăng xa mơ bù bù thân yêu mơ xa mơ bụng lù hồi ca gần yêu tôi gứt hàng sinh tà lạch bình mời bầu trở thao bình bồ lâm mơ tà lao học cho ca hẹp sa mơ gần như bù mâu a kha ô gần như tôi gớt giang dây a mang lời lòng gần như ca tu loại binh lệ a mang rọc trời binh po Thiên Chúa tạo dựng con người chúng ta
với những quan năng nghe, thấy, ngửi, nếm ngũ quan của chúng ta. Và chúng ta thấy ai nào đó sinh ra đời mà bị câm điếc, không có khả năng nghe cũng như không có khả năng nói, đó là một điều rất là đau khổ. Những người khuyết tật đó, họ không có nghe cũng như họ không có diễn đạt được cái tâm tình của họ. Và rồi chúng ta thấy đặc biệt, chúng ta có một miệng thôi mà hai lỗ tai. Hai lỗ tai đó để mà chúng ta nghe, chúng ta tiếp nhận từ bên ngoài tất cả những tiếng động, những lời nói, những điều hay lẽ phải và kể cả những điều xấu. Tất cả những cái tạp âm đó nó vô trong đầu chúng ta. Và chúng ta có một cái gọi là chọn lựa để mà nghe. Cứ sáng nào cũng vậy hết, tầm 7 giờ rưỡi là tiếng nhạc nó sập xà, sập sình, sập xa, sập sình mở lên, mình nghe mình chẳng hiểu gì. Thì giải quyết nó bằng cách mà mình mở bài giảng lên mình nghe, hoặc là mình mở nhạc nhẹ mình nghe, thì nó át đi khỏi cái tiếng sập xà, sập sình. Cũng vậy, có những lúc 9-10 giờ tối, tiếng karaoke nó vẫn còn cứ văng vẳng bên tai. Thế là cứ phải cố gắng đừng nghe để mà đi ngủ. Dạo này được có cái ơn là 7 giờ rưỡi 8 giờ đi ngủ rồi, nên là cứ hát karaoke thoải mái đi, 9-10 giờ hát cũng được không sao. Và trong cuộc sống có những cái gọi là tạp âm, và có những cái âm tốt nó đi vô trong đầu chúng ta. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta có lọc cái tạp âm đó hay không. Chúng ta nghe những điều hay lẽ phải hay chúng ta lại nghe những điều mà làm cho chúng ta mệt mỏi. Ngày hôm nay phải nói rằng là đó là cái cơn khủng hoảng coi như bùng phát của truyền thông đại chúng. Bây giờ hình như là mình không có thích học nữa. Mình đi vô lớp học bài giảng nó không có vô đâu. Nhưng mà mấy cái Facebook với mấy cái TikTok là nó lạ lắm. Mở TikTok là mở suốt cả ngày. Nó làm cho mình nhiễu cái đầu của mình. Cái điều mà quan trọng nhất có thể nói là lý thuyết, nhưng mà nó chắc chắn 100%, đó là lời của Chúa. Ngày mỗi ngày lời của Chúa vẫn có văng vẳng bên tai của chúng ta. Lời Chúa vẫn có đó trong Kinh Thánh mà chúng ta đang cầm ở trong tay. Thế nhưng rồi chúng ta có nghe hay không? Chúng ta có nghe hay không? Lời mong từng ngạ tiệt mự tiệt. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Chúng ta nghe cái gì? Chúng ta nghe lời Chúa hay chúng ta nghe ba cái chuyện tào lao trên mạng? Mấy ngày hôm nay ai nào đó mà để ý trên mạng là thôi chứ, đố chuyện đố trò, người ta phanh phui ra chuyện này chuyện kia, rồi người ta bắt bẻ nhau, người ta soi mói nhau, đố thứ chuyện lên mạng là đủ thứ cái tạp hết á. Mà khổ một cái là người ta lại thích nghe. Hôm nọ đi ra ngoài chợ mua cam, thấy người ta cũng bàn tán về cái chuyện gọi là sao kê đấu tố nhau. Đi đâu người ta cũng bàn tán cái chuyện đó hết. Và chiều hôm qua có một người hỏi cha ơi cha, có cái trang gọi là cái trang thắc mắc tôn giáo, ở trên đó người ta nói những cái điều tầm bậy tầm bạ, xong rồi bạn gái con đang theo đạo, nhưng mà nghe cái trang đó rồi xong cái là bực mình quá, cái là không thích nghe nữa, muốn bỏ đạo. Cha ơi, cái trang đó là như thế nào? Thì mai giải thích, ở đạo Công giáo của chúng ta có những trang nào? Có những cái trang chính thống, như cái trang của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, cái trang của các giáo phận, trang của các dòng tu, là những trang chính thống, là những trang có chủ, có quyền, có trách nhiệm
Còn những cái trang gì đâu mà thắc mắc tôn giáo, hẹn hò công giáo gì đó, những cái trang đó ai làm? Mình không biết ai làm hết. Mà đặc biệt là giới trẻ thích đi vào đó nghe lắm, đi vào đó xem lắm. Xem xong rồi tức. Ồ, cái vấn đề quan trọng nhất là mình phải cần thiết coi cái chủ thể của cái trang đó là như thế nào. Cái trang đó có quyền hay không, có trách nhiệm hay không, có phải là của các dòng tu, của các giáo phận hay của hội đồng giám mục hay không. Mình nghe, mình đi nghe những cái trang tầm bậy tầm bạ, xong bắt đầu cái đầu óc mình nó loãng ra. Thế là mình mới hoảng lên, không biết cái gì nó đúng, không biết cái gì nó sai. Cái chuyện quan trọng nhất là mình phải chọn lựa. Mình chọn lựa cái chủ thể, cái trang đó. Cái trang đó là của ai, nói cái gì. Nhiều trang nó phá bỉnh, nó đưa ra những cái vấn đề lệch lạc về công giáo. Thế là cứ thích đi nghe, lời Chúa thì lại không nghe. Và chính vì mình không nghe lời Chúa nên tâm hồn mình nó bất an. Một cái thực tế xem chừng gọi là lý thuyết nhưng mà nó rất thật. Giữa cái cuốn lời Chúa và giữa tất cả những cái tin tức sầm sàm trên mạng, thì cái nào là cái nguồn mà nuôi sống chúng ta? Chúa Giêsu nói lương thực của Thầy là vâng theo ý của Cha Thầy. Lương thực của chúng ta là gì? Lương thực của chúng ta là chúng ta có nghe lời Chúa hay không? Chúng ta có nghe hay không? Và chúng ta có đem ra thực hành hay không? Và nếu như chúng ta không nghe lời Chúa, chúng ta để cho cái tai chúng ta tiếp nhận những cái tầm bậy tầm bạ, thì những cái tầm bậy tầm bạ đó nó sẽ điều khiển cả tâm trí của chúng ta. Bởi vì tâm hồn của chúng ta đơn sơ lắm, nó trong sạch lắm, nhưng mà những cái gì mà ở bên ngoài nó nhiễm vào mình, nó thấm nhập vào mình, nếu nó tốt thì nó sẽ cho mình những cái tốt. Còn khi mà mình tiếp nhận những cái xấu thì những cái xấu nó sẽ làm nó hoạt động trong mình. Thường thường người ta hay nói giấc mơ, ngủ hay mơ. Ban ngày người ta suy nghĩ cái gì nhiều, đêm người ta hay nằm mơ cái đó. Và trong cái tâm trí của người ta, nếu như người ta bình an, người ta sẽ nằm mơ, người ta sẽ nghĩ tới cái trong giấc mơ có phần liên quan với nhau. Các nhà khoa học lý giải có nghĩa là trong ban ngày mà mình suy nghĩ cái sự bình an thì mình ngủ, mình nằm mơ, mình sẽ thấy được cái sự bình an nhẹ nhàng. Còn trong đầu của mình tính toán những cái chuyện gian tham, những cái chuyện bỏ vạ cáo gian, những cái chuyện xấu, mình nghe những chuyện xấu cả ngày, mình nghe chuyện xấu, mình đón nhận, mình tiếp nhận cái chuyện xấu, thì khi ngủ cả cái giấc mơ và cả cái giấc ngủ của mình nó cũng tiếp nhận cái sự xấu. Một cái người bình an, dễ ngủ, ngủ sâu, ngủ ngon. Còn cái người bất an, họ khó ngủ lắm, họ lo lắng đủ điều, họ để cho bao nhiêu cái điều mệt mỏi nó in vào đầu họ, để rồi họ cảm thấy bất an lắm. Mỗi người chúng ta ở trong đây, Chúa thương ban cho chúng ta không ai bị khiếm thính hết. Ai trong chúng ta cũng nghe hết, ai trong chúng ta cũng nghe được. Nhưng mà phần còn lại của mỗi người chúng ta, đó là chúng ta chọn lựa, chúng ta nghe cái gì. Chúa nói ai có tai để nghe thì hãy nghe. Và vấn đề lớn là chúng ta chọn lựa, chúng ta nghe cái gì. Chúng ta nghe điều tốt hay nghe điều xấu. Tạ ơn Chúa, không biết những năm tháng gần đây thì ma chọn lựa, không bao giờ không thích phiền hà ai hết, hạn chế, có thể nói là tối thiểu, không muốn nghe những cái điều xấu, không muốn nghe những cái điều gọi là tầm bậy tầm bạ. Ai muốn nói gì nói, mình không quan tâm. Thì khi mà mình chọn lựa cho mình cái thái độ sống đó thì chính bản thân ma cảm thấy nó bình an. Đặc biệt đừng bao giờ nói hành nói xấu ai, đừng bao giờ thóa mạ ai, đừng bao giờ lên án ai, đừng bao giờ kết án ai, đừng bao giờ nghĩ xấu cho ai, đừng bao giờ gắt gỏng với ai, thì mình sẽ thấy mình bình an lắm. Còn khi mà trong đầu của mình thích nghe người ta nói là gì, người ta vẫn nói là nghe một đường, nghĩ một nẻo, nói một nẻo khác, thì đó rõ ràng rằng là đó, trong cuộc sống ngày mỗi ngày
chúng ta luôn luôn được nghe những điều xấu, điều tốt, những điều lành. Nhưng mà chuyện quan trọng rằng là chúng ta chọn cái gì, xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta biết chọn lời Chúa. Tới bây giờ vẫn vậy thôi, ma vẫn đọc lời Chúa, vẫn suy niệm lời Chúa, vẫn cầu nguyện với lời Chúa. Và chắc chắn lời Chúa là cái nguồn lương thực, là cái sự sống, là cái con đường sống của ma. Nếu như suốt đời, suốt ngày mà mình chỉ nghe ba cái tầm bậy tầm bạ thì mình cũng sẽ sống theo những cái tầm bậy tầm bạ. Còn đây là lời Chúa giúp cho mình, lời Chúa giúp cho mình để mà mình sống. Tùy mỗi người chúng ta chọn cái gì, xin Chúa thêm ơn khôn ngoan cho chúng ta để chúng ta biết chọn lời Chúa, để chúng ta nghe lời Chúa, để tâm hồn của chúng ta được bình an.